Xin mời bạn trên bài. Y3 đi nữa học gì? Khoan nhảy vô trong liền. Các bạn phải chia lại Y3 đi nữa học 3 vấn đề sau đây: Euro, Andro và Sex. Rồi sau đó mới bắt đầu đi sâu vào. Rồi xin mời tiếp tục. Em nói lăng man quá, mọi bạn không nắm được đâu. Trời. Các bạn sẽ không nắm được ý em nói đâu. Trời. Mời một bạn khá trên bài. Dạ. Mời bạn dưới đây. Xin mời. Xin tên, lớp và trình bày. Nhớ cho mọi người coi từ cái lỗ mũi của mình. Dạ. Các bạn phải nói gom. Sau khi gom xong rồi các bạn mới bung ra từ từ. Nếu bung được thì bung, bung không được thì đừng bơm cũng được. Em mới vô là em nhào vô sâu liền là em sẽ vướng liền, em sẽ bị kẹt liền. Mời bạn, ok. Mời bạn ngồi xuống đi. Andro chứ không phải androgen. Andrology, trong andrology thì nó sẽ có, nó gọi là nam khoa. Còn androgen nó chỉ là một chất nam tính thôi. Rồi tiếp tục đi. Dạ thì mình sẽ học về cái tác dụng của nó trên phụ nữ hoặc là đàn ông như thế nào. Mình sẽ học thêm một hành động là testosterone, tác dụng trên phụ nữ và đàn ông như thế nào. Và một số cái xu hướng tình dục không lành mạnh khi mà có cái nồng độ androgen cao. Phức tạp nha, câu nói đó chỉ nói vậy thôi nha, cái thực tế không phải vậy. Trời. Ví dụ như Putin hiện nay androgen nó không cao đâu. Tập Cận Bình hiện nay androgen không cao đâu. Và đặc biệt là quý vị viên hạt bạc hàng sale, các bạn thấy không có cộng lông mày nào hết. Một người đàn ông không có cộng lông mày nào thì không thể có androgen cao được. Okay. Cho nên khi chúng ta kết luận, đừng có kết luận vội. Trong y khoa đừng kết luận nếu như chúng ta chưa có đủ những cái bằng chứng hoặc những tài liệu tham khảo. Hay, ok. Rồi, còn gì nữa không? Yeah, ok. Rồi, bạn Thanh Thảo hả? Có bổ sung gì không? Ok, thank you.